Thưa quý vị, sửa chữa, xây nhà, khám chữa bệnh, cấp phát quà cho người nghèo hay hiến máu nhân đạo là những hoạt động thiết thực được các cấp Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng thực hiện trong tháng nhân đạo năm 2023. Hàng ngàn người nghèo, người khó khăn đã được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, từ đó có động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Gia đình bà Nguyễn Thị Đạt, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, nhiều năm nay sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng đều bị bệnh nặng, mọi số tiền dành dụm trong gia đình đều để chữa bệnh. Vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã tiến hành sửa chữa xây mới căn nhà để gia đình bà có chỗ che nắng che mưa, yên tâm ổn định cuộc sống. Nhưng mà hôm nay lẫn rơi vô cái hoàn cảnh là nhờ cửa móng em hết, gió bộ gì rồi thì sụp thì đồng em bóng bóng rồi phải nhờ Thập Đỏ rồi là bên công ty sổ số với phường đồ cũng có quan tâm giúp cho một ngôi nhà mới. Hôm nay thì cô rất chi là cảm động, mang bún bùi lâu rồi mấy năm rồi. Để các hoạt động Chữ Thập Đỏ trong tháng nhân đạo đạt hiệu quả cao, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã xây dựng kế hoạch hoạt động, vận động nguồn lực, chỉ đạo các cấp Hội Chữ Thập Đỏ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong xây dựng địa chỉ nhân đạo, hòm quỹ nhân đạo tại địa phương. Điều đó làm cơ sở để thu hút các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng quỹ, triển khai các hoạt động nhân đạo. Từ trước giờ rồi thì Bộ đội Biên phòng cũng luôn chung tay cùng với các ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các cái chương trình, ví dụ chương trình 503 có hay là chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Thì không những lực lượng của Bộ đội Biên phòng thành phố nói chung mà đồn biên phòng Hải Vân thì lúc nào cũng sẵn sàng cùng với các ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể để thực hiện. Trong tháng nhân đạo, toàn hội đã vận động nguồn lực đạt hơn 5 tỷ đồng để trợ giúp hơn 15.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác cần trợ giúp. Nổi bật là các chương trình ủng hộ giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, khám bệnh nhân đạo, vận động người hiến máu và mua tạng nhân đạo, trang bị kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và khuyết tật, an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn, trường đến trường kết nối yêu thương. Các hoạt động đã thể hiện vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ Thập Đỏ trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ Thập Đỏ. Như tôi là một người 70 tuổi và trong người cũng có bệnh mà được sự quan tâm thế này rất là phấn khởi và đồng thời cũng rất là cảm ơn sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ. Cũng như vừa qua, không những bản thân tôi mà Chữ Thập Đỏ đã có nhiều chương trình hành động rất là thiết thực cho địa phương, như là tặng cái địa chỉ nhân đạo cho toàn phường, rồi khám bệnh cho người cao tuổi, rồi cho tặng quà cho trẻ em. Tháng nhân đạo với chủ đề từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, đã khơi dậy lòng nhân ái trong các cá nhân, đơn vị cho công tác nhân đạo và hoạt động Chữ Thập Đỏ. Hy vọng rằng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của các cấp đảng ủy, chính quyền địa phương, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ thành phố sẽ ngày càng phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của mình trong các hoạt động nhân đạo, qua đó góp phần đưa Đà Nẵng phát triển ngày một tốt đẹp hơn.